À, xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một trang blog cá nhân. Thì có rất là nhiều những cái chương trình để các bạn có thể tạo website cá nhân riêng, nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái chương trình nó có tên là Blogger của Google. Thì trước tiên các bạn phải đăng nhập địa chỉ Gmail, sau đó các bạn sẽ vào trong cái trang nó có tên là blogger.com. Ở góc bên trái nè, các bạn sẽ bấm vào trong cái chữ là tạo blog. Cái tiêu đề là bạn sẽ đặt là tiêu đề gì, thì bạn có thể tạo những trang blog cá nhân về du lịch, về hướng dẫn sử dụng phần mềm, hoặc là về chuyện, hoặc là ẩm thực. Ở đây ví dụ như là mình tạo cái tiêu đề là kênh thủ thuật đi. Cái địa chỉ thì địa chỉ á, các bạn sẽ chọn cái địa chỉ mà nó sẽ không có trùng với lại những cái trang blog khác. Thì cái địa chỉ ở đây là tên blog của các bạn .blogspot.com. Ví dụ như mình lấy địa chỉ là K4K channel đi. Thì nó thông báo nè, rất tiếc địa chỉ blog này không khả dụng, tức là các bạn không có dùng được bởi vì đã có người đăng ký rồi. Mình sẽ đặt lại K4KVlog. Nó thông báo là địa chỉ blog này có sẵn, tức là các bạn có thể sử dụng địa chỉ này. Chủ đề, các bạn hãy chọn một cái mẫu mà các bạn thích. Ví dụ như mình chọn mẫu này đi. Sau đó các bạn nhấn vào trong cái nút là tạo blog. Ở góc bên trái các bạn sẽ thấy nó có những chức năng là bài đăng, thống kê, nhận xét, thu nhập, trang, bố cục, chủ đề, cài đặt. Thì lần lượt mình sẽ giới thiệu với các bạn. Ở góc này thì các bạn thấy nó có chức năng là xem blog của bạn. Bạn click vào đây thì nó sẽ dẫn đến cái trang là k4kvlog.blogspot.com. Thì hiện nay cái trang này là chưa có đăng gì hết, do vậy là nó sẽ trống. Bây giờ bài đăng, mình sẽ lấy ví dụ mình sẽ đăng cho các bạn một bài. Thì các bạn click vào trong cái dấu cộng này nè để các bạn đăng bài. Bây giờ mình sẽ vào trong cái trang K4K Channel để mình copy qua. Ví dụ như là mình sẽ đăng cái bài này đây, là tạo kênh YouTube kiếm tiền. Mình sẽ copy cái tiêu đề. Ở trong cái phần tiêu đề nè, các bạn sẽ gõ vào. Ở trong cái phần này là phần nội dung. Nhưng mà các bạn sẽ copy cái nội dung vào. Ở góc trên thì mình sẽ chèn cái hình ảnh vào, các bạn click vào trong cái chức năng là chèn hình ảnh. Thì nó sẽ có là tải lên từ máy tính, từ cái chức năng là photo, tức là nó tải từ cái địa chỉ Gmail của các bạn á, lúc nào cũng kèm theo là những cái hình ảnh ở trong cái phần photo. Hay là các bạn có thể là chèn cái hình ảnh từ một cái đường dẫn nào đó, thì ở đây mình sẽ tải cái ảnh lên từ máy tính. Thì mình sẽ nhấn cái chữ duyệt. Thì mình sẽ chọn cái ảnh này. Mình sẽ copy nó lên trên đây ha. Đó, thì đây là cái ảnh gốc nè. Các bạn có thể canh giữa cho nó bằng cách là các bạn click vào trong cái ba chấm này nè.
Các bạn chọn là căn giữa, nó có căn căn trái, căn giữa, căn phải, căn đều. Thì ở đây mình sẽ chọn là căn giữa. Các bạn click vào trong cái hình này. Sau đó nó có cái biểu tượng cái viết này nè. Các bạn sẽ cho cái hình lớn lên. Nó có những cái kích thước nhỏ, trung bình, lớn, rất lớn, kích thước ban đầu. Thì mình sẽ chọn là rất lớn thử coi. Mình chọn cập nhật. Các bạn có thể click vào trong cái chức năng này nè, là xem trước bài đăng. Thì bởi vì cái hình này nó đã vượt quá cái khuôn khổ rồi, do vậy là mình sẽ đổi lại. Mình sẽ chọn vào đây, sau đó chọn cái viết. Mình sẽ chọn là lớn thôi. Sau đó cập nhật. Bây giờ để chèn cái video vào trong cái bài này thì bằng cách như thế này. Các bạn click chuột phải vào trong cái video trên YouTube. Sau đó các bạn chọn là sao chép mã nhúng. Các bạn vào trong lock. Như vậy các bạn đứng ở đây. Sau đó các bạn vào trong cái chức năng này nè, chế độ xem HTML. Lúc này là nó sẽ đưa ra những cái đoạn mã. Các bạn di chuyển vào cuối. Sau đó các bạn dán cái đoạn mã nhúng vào. Sau đó các bạn trở lại cái chức năng này bằng cách là xem chế độ soạn thư. Đó thì bởi vì cái khung của cái YouTube nó quá lớn, do vậy các bạn lại chuyển qua cái chế độ xem HTML. Các bạn chỉnh lại. Thì ở đây là nó cho cái chiều dài á là 853. Thì mình sẽ sửa lại, ví dụ 540 thôi. Còn ở đây là 480 thì mình cho 360 là chiều cao. Bây giờ mình sẽ qua cái chế độ soạn thảo để mình xem. Sau đó mình sẽ chọn vào trong cái biểu tượng cái đĩa nè, để lưu cái bài này lại. Còn cái chức năng này là xem trước bài đăng. Đó, như vậy là nó đã vừa như là cái khung của cái trang blog. Như vậy là ok rồi. Ở trong cái phần này nè, là nó có nhãn. Như vậy là cái bài đăng này là các bạn sẽ đặt cho nó một cái nhãn. Ví dụ như mình đặt là YouTube. Sau đó click vào trong cái ô này là tạo mới. Còn cái nút này nè là xuất bản cái bài đăng này. Thì bây giờ mình sẽ chọn là xuất bản. Thao tác này sẽ xuất bản bài đăng trên blog của bạn. Các bạn chọn là xác nhận. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào trong xem blog của bạn. Thì đó là cái bài đăng đã được đăng lên. Tương tự như vậy là mình sẽ làm một cái bài đăng thứ hai. Như vậy là hiện nay là mình đã có hai bài đăng. Ở trong cái phần thứ hai là thống kê. Trong thống kê này nó sẽ liệt kê ra ví dụ như là không người theo dõi trang blog của bạn, có bao nhiêu bài đăng, có bao nhiêu nhận xét. Nó sẽ thống kê mọi lúc, hôm nay, hôm qua, tháng này, tháng trước. Trong đó là có thể là các bạn chọn là 7 ngày qua, hoặc là 30 ngày, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, hay là mọi lúc. Nó sẽ liệt kê ra bài đăng mới nhất nè. Về nhận xét.
Nhận xét thì nó sẽ liệt kê tất cả những nhận xét ở trong đây. Về thu nhập, thì hiện nay là cái trang blog này nó đang ở cái giao diện mới, do vậy là cái phần thu nhập này chắc có lẽ là nó chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, bởi vì các bạn mới làm blog thì cái người xem họ chưa có vào nhiều, do vậy là cái phần này sau này nếu mà các bạn có cái lượt xem ổn định thì các bạn có thể chèn những cái phần mã quảng cáo vào để các bạn kiếm tiền ở trong cái mục trang này. Thì nó sẽ liệt kê ra cho các bạn có thể tạo một cái trang mới để các bạn giới thiệu về trang blog của các bạn. Thì giống như cái bài, các bạn tạo cái bài đăng vậy. Thì đó là cái trang giới thiệu về blog. Ở trong cái phần bố cục, ở trong bố cục này thì nó sẽ liệt kê cho các bạn rất là nhiều những cái chi tiết. Ví dụ như là ở cái bên phải nè, là nó có phần giới thiệu bản thân, lưu trữ blog. Các bạn có thể thêm những cái tiện ích. Các bạn click vào trong dấu cộng nè. Thì các bạn muốn thêm tiện ích, ví dụ như là bài đăng nổi bật. Tức là nó sẽ đánh dấu một bài đăng đặc biệt trên blog của bạn. Thì các bạn click vào đây. Các bạn thêm cái tiện ích là bài đăng nổi bật. Trong bài đăng nổi bật, nó sẽ cho phép các bạn chọn, ví dụ sử dụng bài đăng đã xuất bản gần đây nhất nè. Sau các bạn chọn lưu. Thì bây giờ mình sẽ xem blog. Thì lúc này nó sẽ hiển thị cái bài đăng nổi bật ở đây. Tương tự như vậy, các bạn có thể thêm tiện ích. Thì những cái tiện ích nào đã thêm thì nó sẽ ghi là đã được thêm. Ví dụ các bạn muốn cho mọi người vào trong blog để tìm kiếm thì các bạn sẽ thêm cái tiện ích là tìm kiếm blog, click vào dấu cộng ở đây. Các bạn chọn là lưu. Các bạn lại nhấn thêm tiện ích này. Các bạn thêm vào trong cái phần là nhãn, tức là nó hiển thị những cái bài đăng. Thì các bạn có thể chọn cái cách hiển thị tất cả nhãn hay là thứ tự theo bảng chữ cái, hiển thị là danh sách. Các bạn click vào đây. Các bạn lại có thể thêm vào trong cái chức năng là bài đăng phổ biến, tức là những bài đăng mà nhiều người xem. Thì được xem nhiều nhất là mọi lúc, hay là năm ngoái, hay là 30 ngày gần nhất, hay là 7 ngày gần nhất. Hiển thị tối đa bao nhiêu bài đăng. Thì các bạn có thể chọn từ 1 cho tới 10. Ở đây ví dụ như là mình chọn là bài đăng phổ biến mọi lúc, sau đó chọn lưu. Các bạn có thể thêm cái tiện ích là trang. Các bạn nhấn nút lưu. Thì đối với cái phần tiện ích này nè, các bạn có thể di chuyển bằng cách là nhấn giữ chuột và kéo để thay đổi vị trí của những cái tiện ích này. Thì thông thường là cái phần tìm kiếm các bạn sẽ cho lên đầu. Thì các bạn có thể thêm tiện ích ở góc này hoặc là ở góc ở dưới cuối. Thì sau khi mà đã thêm xong thì các bạn sẽ lưu lại. Ở trong phần này là xóa, trong phần này là xem trước, ở phần này là lưu. Cái chức năng tiếp theo là chức năng về chủ đề. Thì hiện nay ở trong blog nó có rất là nhiều những cái mẫu khác nhau. Thì các bạn có thể áp dụng những cái mẫu nào tùy theo các bạn thích.
Ví dụ như mình áp dụng cho cái mẫu này đây, thì nó sẽ có cái mục là xem trước. Xem trước á, thì nó sẽ liệt kê là ở đây là máy tính, ở đây là máy tính bảng, ở đây là điện thoại thông minh. Đó, các bạn có thể xem ở những cái nền tảng, những cái thiết bị khác nhau. Cái mục tùy chỉnh này thì nó sẽ cho phép các bạn sửa những cái màu, ví dụ như là các bạn chọn cái màu nền, chọn cái màu khác so với mặc định, hay là phần nâng cao. Và các bạn có thể chọn những cái mẫu để các bạn thay đổi. Nếu mà các bạn chọn những cái mẫu nào đó thì các bạn chọn áp dụng cho blog, còn không thì các bạn sẽ chọn là quay lại blogger, thì tất cả những thay đổi sẽ không có được lưu. Đó, thì có rất là nhiều mẫu, thì các bạn muốn chọn mẫu nào cũng được. Ở trong cái phần cài đặt, thì trong phần cài đặt này nó sẽ có là cái phần tiêu đề. Các bạn muốn sửa cái tiêu đề của blog, ví dụ như là mình kênh thủ thuật, thì bây giờ mình sẽ sửa là kênh thủ thuật K4K Channel, sau đó mình chọn là lưu. Ngôn ngữ blog thì mình để tiếng Việt. Nếu mà blog các bạn có nội dung người lớn, tức là hiển thị cảnh báo cho người đọc blog, thì các bạn bật nó lên để khi mà người ta vào nó sẽ cảnh báo là có nội dung người lớn. Còn không thì các bạn sẽ tắt cái chức năng này đi. Ở đây nó có cái mục là miền tùy chỉnh. Miền tùy chỉnh nghĩa là gì? Nghĩa là ví dụ như các bạn có cái địa chỉ là k4kvlog.blogspot.com, thì địa chỉ này thông thường là nó sẽ rất là khó nhớ. Thay vì các bạn có cái địa chỉ là k4kvlog.com thì nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, đối với những cái tên miền như vậy thì các bạn phải mua. Thì có rất là nhiều những cái nhà cung cấp tên miền khác nhau, thì các bạn và giá nó cũng sẽ khác nhau. Do vậy các bạn hãy mua, sẽ đăng ký, và sau đó các bạn sẽ gõ cái tên miền mà các bạn đã đăng ký thành công vào đây. Ví dụ như là sau khi mình mua thì mình sẽ gõ là K4K Channel, K4K Vlog.com. Đó, khi mà người xem họ vào trong cái trang như thế này thì nó sẽ dễ nhớ hơn. Thì nếu mà các bạn đã mua rồi thì các bạn chọn lưu. Thì khi mà mọi người vào thì nó sẽ kết nối đến cái trang blog. Thực ra cái địa chỉ của các bạn là .blogspot.com. Bây giờ mình hủy ha, mình chưa có mua cái trang này. Ở đây nó có chức năng là HTTPS, tức là lệnh chuyển hướng HTTPS. Để ví dụ như những cái người mà họ vào cái trang họ gõ là HTTP thôi, thì nó sẽ tự động chuyển sang là HTTPS, tức là cái bảo mật nó cao hơn. Ở đây nó có những cái quyền khác, ví dụ như là quản trị viên và tác giả vlog. Tuy nhiên mình bỏ qua cái bước này. Bài đăng thì nó sẽ hiển thị là số bài đăng tối đa hiển thị trên trang chính. Thì mặc định là 7 bài, các bạn có thể sửa lại 5 bài, 10 bài. Sau đó các bạn chọn lưu. Nhận xét thì vị trí bình luận nè, thì nó sẽ nằm ở đâu, là được nhúng toàn bộ trang, cửa sổ bật lên hay ẩn. Ai có thể bình luận? Thì người dùng có tài khoản Google hay là bất kỳ ai, kể cả người dùng ẩn danh, chỉ các thành viên của blog này. Như vậy mình cứ để là mặc định là người dùng có tài khoản Google này. Kiểm duyệt nhận xét, tức là những cái người xem họ vào trong blog các bạn, họ để lại bình luận, thì các bạn muốn
kiểm duyệt thì các bạn chọn là luôn luôn, hoặc là đôi khi, hay là không bao giờ. Như vậy là tất cả những cái nhận xét của người xem thì họ nó sẽ xuất bản lên blog luôn. Các bạn để chức năng là không bao giờ thì lúc nào nó cũng sẽ xuất bản. Ở đây nó có định dạng, các bạn chọn múi giờ hoặc là định dạng tiêu đề. Ví dụ như nó để là thứ bảy ngày 2 tháng 5 hay 3 thì các bạn có thể sửa lại. Đây, sửa lại, ví dụ như mình chọn cái mẫu này đi. 23/05/2020, lưu. Thẻ meta bật mô tả tìm kiếm thì các bạn có thể thêm cái nội dung tìm kiếm vào đây, ví dụ như là K4K channel, là K4K channel vlog, sau đó chọn là lưu. Kiếm tiền tức là nếu mà các bạn cái trang blog mà được nhiều người xem á, thì các bạn hãy bật cái chức năng này lên và sau đó các bạn sẽ dán cái đường link, nếu mà các bạn có tài khoản Google AdSense các bạn dán vào đây để các bạn hiển thị quảng cáo. Thì tuy nhiên á, là đối với blog thì nếu mà các bạn làm những nội dung lành mạnh, không có vi phạm bản quyền thì nó sẽ hiển thị quảng cáo, còn ngược lại nó sẽ không có hiển thị quảng cáo ha. Ở trong cái phần quản lý blog, phần này nó sẽ có là nhập nội dung, sao lưu nội dung. Tức là nếu mà các bạn làm, nếu các bạn lập một thời gian thì cái bài đăng rất là nhiều, các bạn chọn là sao lưu nội dung. Thì nội dung sao lưu nó sẽ bao gồm tất cả các bài đăng, trang và bình luận. Các bạn nhấn vào nút là tải xuống thì nó sẽ gom tất cả những cái bài đăng, những cái bình luận vào trong một cái file XML. Thì các bạn có thể đặt tên cái file này hoặc là cái để mặc định như thế này, các bạn chọn là lưu. Nếu các bạn muốn chuyển sang một cái địa chỉ blog khác thì các bạn cũng tạo blog giống như là từ đầu đến giờ, và các bạn sẽ vào trong cái phần là nhập nội dung thì nó sẽ thông báo là tất cả những cái bài đăng và bình luận từ cái tệp XML mà các bạn đã lưu á, nó sẽ nhập vào trong cái phần trang blog này. Thì lúc này các bạn chỉ cần là chọn đến cái file XML, là cái file này nè, thì tất cả những cái bài đăng nó sẽ qua một cái địa chỉ blog khác. Thay vì các bạn phải làm lại từ đầu, các bạn đăng lại từng bài, thì cái cách này rất là hay. Còn nếu các bạn không thích sử dụng blog nữa thì các bạn có thể xóa blog này đi. Các bạn chọn chức năng xóa blog của bạn. Như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn cách tạo một trang blog cá nhân. Nếu mà các bạn vẫn còn những cái vướng mắc thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.